Chào toàn thể anh em. Thì ngày hôm nay Điện máy Tuấn Minh sẽ giới thiệu đến toàn thể anh em một cái mẫu khoan của thương hiệu Hukan mà nó có một cái mức giá nó rẻ ngang với so với hàng fake mà lại được trang bị pin chất lượng cao gấp đôi so với hàng fake, mạch khỏe hơn, tốc khỏe hơn và đặc biệt lại được bảo hành chính hãng lên đến 6 tháng. Thì hôm nay em lên để giới thiệu toàn thể anh em đây là cái mẫu khoan của thương hiệu Hukan nhé. Nó có cái model là HK533BL. Đây anh em nhìn này, HK533BL đó. Đây là mẫu khoan 13 ly và sử dụng động cơ không chổi than. Máy thì được trang bị ở đầu kẹp Autolock 13 ly anh em nhé. Và nó có 20 cấp độ chỉnh lực ở đây, 20 cấp độ trượt này. Và 3 chế độ khoan, đó là bắn vít, khoan thường và khoan búa. Đây là hai tốc nhanh chậm này. Và đặc biệt là ở trên cái mẫu khoan của Hukan này, nó được cái trang bị pin chất lượng cực kỳ là tốt anh em nhé. Đây em đã khui sẵn cái quả pin của Hukan đây ra rồi. Pin của nó là dung lượng 3.0Ah này, 3.0Ah. Và đặc biệt đây là pin của nó là pin lõi xám và đây là dòng pin nội địa của Trung Quốc. Đây anh em, pin lõi xám. Mạch được thiết kế rất là đẹp đấy. Ở trên thị trường hiện nay nhá, có rất nhiều các cái mẫu khoan hàng fake như là dán tem Makita này, Bốt, Dewalt thì anh em đang mua với cái mức giá nó cũng sẵn sàng dao động khoảng trên 1 triệu, trung bình khoảng 1 triệu 2. Thì với cái mẫu khoan này thì đảm bảo anh em đã lựa chọn được một mẫu khoan, thứ nhất là hàng chính hãng, cái thứ hai là chất lượng pin tốt hơn, mạch tốt hơn và lại được bảo hành lên đến 6 tháng. Thì tiện đây em báo giá luôn vào cái mẫu khoan này. Hiện nay công ty đang phân phối cái mẫu khoan này với mức giá là 1.280.000. Anh em lưu ý nhé, chỉ với 1.280.000 anh em đã sử dụng được một cái mẫu khoan 13 ly không chổi than và hàng công ty. Và trong cái chương trình của cửa hàng bên em, khi anh em mua hàng ấy là bên em sẽ tặng thêm cho anh em này một mũi khoan đa năng 6 và một mũi khoan đa năng 8 nhé, chỉ với 1.280.000. Thì sau đây em sẽ đi làm một cái video test thực tế luôn, là vài cái tính năng như khoan tường, khoan gạch, bắn vít, bắn tôn hay là khoét gỗ, thì để anh em kiểm chứng xem cái mẫu khoan này nó có khỏe hay không nhé. Thì sau đây em sẽ đi làm cái bài test thực tế cho cái mẫu khoan Hukan HK533 này. Thì em sẽ test những cái tính năng như là khoan gạch này, bắn vít tôn, sắt hộp và khoét gỗ anh em nhé. Thì đây là cái tính năng mà nhiều anh em quan tâm nhất, đấy là khoan tường, khoan gạch, khoan bê tông. Thì ở đây em đang sử dụng mũi khoan 8 nhé. Đây em sẽ khoan trực tiếp trên cái cục gạch đặc này. Đó, cực kỳ khỏe luôn anh em ạ. Tiếp theo đây là em sẽ test cái tính năng bắn trên cái sắt hộp này nhá, bắn vít tôn sắt hộp. Sau đây em sẽ test cái tính năng khoét gỗ nhé. Đây em đang sử dụng cái mũi khoét gỗ mũi 30 này. Cực kỳ khỏe luôn anh em ạ. Đây là cái miếng này là miếng gỗ đặc nhá. Đây là gỗ thịt anh em ạ. Em bắn thêm mũi nữa xem. Và vừa rồi em đã đi test qua hết các cái tính năng như khoan tường, khoan gạch, khoan gỗ cho anh em rồi. Thì chỉ với 1.280.000 một bộ sản phẩm như này, nó bao gồm là hai pin 10 cell, một sạc
và tặng kèm là hai cái mũi khoan đa năng 6 và 8 anh em nhé. Thì đấy, anh em nào mà quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này có thể gọi điện trực tiếp đến số hotline của bên em ở trên màn hình là 0984 414 273, hoặc anh em để lại bình luận bên dưới nhé, thì bên em sẽ liên hệ lại cho anh em. Cảm ơn toàn thể anh em đã xem video ạ.